Nếu như bạn muốn đầu tư chứng khoán nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì đây sẽ là clip dành cho bạn. Hiện nay đã có rất nhiều ứng dụng mua bán chứng khoán của các công ty chứng khoán uy tín như là VPS, SSI hay TCBS vân vân. Hiện giờ mình đang sử dụng phần mềm VPS nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hay đăng ký phần mềm VPS nhé. Đầu tiên các bạn sẽ phải download một phần mềm đó là Smart One. Để bắt đầu mở tài khoản thì rất đơn giản, bạn chỉ cần ấn vào mở tài khoản online, nhập họ và tên đầy đủ, số điện thoại, địa chỉ email, mã người giới thiệu. Vì mình đang làm VPS vậy nên mình sẽ suggest các bạn điền mã giới thiệu của mình, đó là F222 với tên Nguyễn Hằng Dương. Sau khi chụp xong hai mặt trước và sau của thẻ căn cước công dân hay chứng minh thư, sẽ đến bước xác nhận khuôn mặt. Bạn sẽ phải quay sang trái, quay sang phải, nhìn chính diện. Sau khi xác nhận xong thì ứng dụng sẽ thông báo xác nhận khuôn mặt thành công. Tiếp theo sẽ hiện ra mẫu xác nhận và hoàn thiện thông tin, bạn sẽ phải kiểm tra lại thông tin hoàn toàn chính xác. Và sau khi xác nhận là thành công rồi, do mình đã lập tài khoản nên không thể nào mà lập thêm một cái tài khoản nữa. Sau khi đã có tài khoản chứng khoán thì bây giờ là cách nào để bạn theo dõi thị trường? Mình thì hay dùng ứng dụng VN Direct vì với mắt nhìn của mình, VN Direct là một ứng dụng thiết kế khá là trực quan và dễ quan sát. Có chỉ số VN Index là chỉ số chung của toàn thị trường, VN30, HNX Index, HNX30 Index và Upcom. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm mã chứng khoán bạn đang quan tâm. Ví dụ đây là tập đoàn Hòa Phát. Bạn sẽ nhìn được nến hay là giá hiện tại của tập đoàn Hòa Phát cũng như là biến động. Vậy nhưng mình khuyên các bạn nên lập thêm một tài khoản của VN Direct nữa để theo dõi cho trực quan. Sau khi đã lập thành công tài khoản tại VN Direct thì bạn có thể dễ dàng theo dõi những mã cổ phiếu của mình. Mình có thể thêm một mã chứng khoán vào đây một cách rất dễ dàng. Mình chỉ cần gõ mã chứng khoán vào, bạn có thể theo dõi biến động giá một cách rất dễ dàng. Vậy làm cách nào để có thể mua hoặc bán chứng khoán? Trong giao diện chính của phần Smart One thì bạn hãy ấn vào phần chứng khoán, sau đó ấn vào mục mua công ty cổ phần hoặc tập đoàn Hòa Phát. Đang có giá ở đây và bạn nên để ý ở bên trên thì có 6 mức giá hiển thị cho bạn. Nó sẽ bao gồm những giá bán từ thấp đến cao hay là giá tham chiếu và giá mua cao nhất. Đây mình có thể mua ở mức giá tham chiếu cũng như là mức giá hiện tại luôn để cho dễ khớp lệnh. Còn nếu như bạn có nhu cầu muốn mua rẻ hơn thì bạn hoàn toàn có thể đặt lệnh mua rẻ hơn. Đó, 46.70, không nên mua rẻ quá nhé vì lúc đấy sẽ không ai bán cho bạn cả. Tùy theo vào số tiền của bạn có mà bạn có thể mua được khối lượng bao nhiêu. Tuy nhiên bạn phải nhớ một điểm là cổ phiếu phải mua ở lô 101. Với mức giá hiện tại của Hòa Phát thì bạn sẽ phải bỏ ra ít nhất là 4.675.000 mới có thể mua được 100 cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát. Nhập số lượng sau đó là gõ mã PIN. Mã PIN, mật khẩu và số tài khoản sẽ được VPS nhắn tin vào trong số điện thoại của bạn. Bạn thấy rất đơn giản phải không nào? Ở trong thời đại số hiện tại thì cái gì cũng có trên ứng dụng hết rồi. Bạn muốn đầu tư thì chỉ cần một số tiền nhỏ mỗi tháng có thể bắt đầu đầu tư được ngay. Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Hãy nhớ like và follow mình để cập nhật những tin tức mới nhất về chứng khoán nhé.